chào quý vị và các bạn. Bão số 8 hiện đang ở quần đảo Hoàng Sa, dự kiến từ ngày mai 25 tháng 10 sẽ áp sát vùng biển miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Tuy nhiên, hoàn lưu của bão sẽ khiến mưa đến sớm hơn. Miền Trung chỉ còn nắng ráo trong nốt sáng đến chiều nay trước khi bước vào một đợt mưa bão mới. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, giật cấp 15, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Từ tối nay, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị cho đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Hoàn lưu của bão cũng khiến cho mưa dông tại các vùng biển phía Nam gia tăng. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có gió cấp 4, cấp 5, sóng biển có lúc cao trên 2 mét, tầm nhìn giảm thấp từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong khi bão số 8 vẫn đang di chuyển về đất liền thì cụ thể hôm nay vào ban ngày, Bắc đến Trung Trung Bộ trời vẫn duy trì tình trạng ít đến quang mây, nền nhiệt ở mức cao trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn ở khu vực Nam Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận trong trạng thái mây thay đổi nhưng cũng ít mưa và ngày có nắng, nền nhiệt dao động từ 29 đến 32 độ. Sau đó đến tối và đêm nay, hoàn lưu phía Tây của bão số 8 sẽ gây mưa cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Dự kiến đợt mưa này sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ đêm 24 tháng 10 đến sáng ngày 26. Mưa nhiều sẽ xuất hiện ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm cả đợt. Với những diễn biến phức tạp của thời tiết thì người dân miền Trung, đặc biệt là tại khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương cần phải nhanh chóng khắc phục những hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua, gia cố lại nhà cửa. Bà con sinh sống tại những khu vực thấp trũng cần di chuyển đến nơi cao và an toàn để phòng lũ lên và sạt lở đất khi mưa lớn xảy ra. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn phổ biến ít mưa. Riêng ở khu vực Nam Bộ, ban đêm có mưa dông ở diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Quay trở ra với các tỉnh thành Bắc Bộ, trong ngày hôm nay, thời tiết vẫn nắng nhiều và hanh khô. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này dao động từ 27 đến 30 độ. Trời nắng hanh cùng với độ ẩm giảm thấp, quý vị cần liên tục bổ sung các loại vitamin và hoa quả để tránh cảm giác háo nước và khô da. Về ban đêm, nền nhiệt duy trì thấp ở ngưỡng từ 17 cho tới 20 độ. Khu vực vùng núi có nơi thấp hơn, đêm và sáng sớm trời lạnh. Như vậy là bão số 8 vẫn đang tiếp tục di chuyển hướng về phía miền Trung của nước ta. Người dân các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ cần chủ động có các biện pháp phòng chống mưa lũ và sạt lở đất khi dự báo hoàn lưu bão sẽ gây mưa từ tối và đêm nay. Nằm trọn trong khối khí khô nên thời tiết hầu hết các nơi trên khu vực Bắc Bộ đều phổ biến có nắng sớm, độ ẩm trưa chiều giảm thấp và mưa hầu như không xảy ra. Đến sáng sớm hôm nay thì do quá trình phát xạ nhiệt vào ban đêm nên nhiệt độ giảm thấp chỉ ở mức là 15 đến 18 độ. Ở vùng núi như là Cao Bằng, Hà Giang hay Lạng Sơn thì có điểm nhiệt độ giảm xuống từ 8 đến 11 độ. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng, những vạt mây mỏng ở do rìa xa hoàn lưu bão gây ra nên nhiệt độ sáng sớm không thấp, dưới ngưỡng 18 độ. Dự báo trưa chiều nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất phổ biến 27 tới 29 độ. Ngoài ra, ở vùng ven biển Vịnh Bắc Bộ thì bà con cần cảnh giác với những cấp gió mạnh trong ngày hôm nay, nhất là thời điểm từ chiều về đêm nay trên khu vực phía nam của Vịnh Bắc Bộ. Trung Bộ cũng tạm thời có những ngày dứt hẳn mưa, tiết trời khô ráo từ ngày 21 tháng 10 đến sáng hôm nay. Theo nhận định, phía Bắc Trung Bộ có quá trình phát xạ nên nhiệt độ vào sáng sớm cũng giảm thấp dưới ngưỡng 19 độ. Còn lại từ Quảng Ngãi trở vào thì duy trì ở khoảng là 26 đến 28 độ. Sau đó càng về trưa trời có nắng nhiều và nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Riêng Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời nhiều mây nên nhiệt độ chỉ ở mức là 24 đến 26 độ. Tuy nhiên, bà con miền Trung lưu ý là từ chiều muộn và đêm nay thì một số tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên có khả năng có mưa nhưng không phải là mưa lớn. Dự báo mưa có thể tăng hơn trong ngày 25 tháng 10. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay được dự báo là chỉ có mưa rào vài nơi với lượng không đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất chỉ trong khoảng là từ 18 đến 21 độ ở Tây Nguyên, còn cao nhất chạm ngưỡng 27 đến 30 độ. Đến với khu vực Nam Bộ, chỉ riêng ven biển miền Tây, một số tỉnh như là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang có khả năng có mưa với lượng khá. Còn các nơi khác thì mưa xảy ra trên diện hẹp và không lớn. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở khoảng là 30 đến 32 độ và giảm còn ở ngưỡng 23 tới 25 độ vào ban đêm.
Thời tiết tại thủ đô Hà Nội vẫn chủ đạo là có nắng hanh, khô vào trưa chiều với độ ẩm thấp nhất có thể hạ xuống dưới ngưỡng 40%. Do đó quý vị lưu ý là uống đủ nước và có thể dùng thêm một số sản phẩm dưỡng ẩm an toàn cho cơ thể. Dự báo thời tiết lạnh khô với mức nhiệt thấp nhất sáng sớm dao động xung quanh ngưỡng 19 độ, trưa chiều tiết trời ấm áp hơn với nền nhiệt tăng lên ngưỡng là 29 độ. Thời tiết thành phố Việt Trì cũng duy trì trạng thái hanh khô, sáng sớm có một số nơi có sương mù nhẹ. Tuy nhiên, do nắng sớm nên sương mù không duy trì lâu và hầu như là không ảnh hưởng đến các hoạt động lưu thông. Dự báo nhiệt độ trong ngày dao động chủ yếu ở ngưỡng 19 đến 29 độ, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông du lịch trên khu vực. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành Bắc Bộ nhưng nằm gần với biển nên mức độ khô hanh ở thành phố cảng Hải Phòng là không nhiều. Độ ẩm trưa chiều vẫn duy trì ở mức là 55-65%. Thời tiết cần cảnh báo trong hôm nay là vùng vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc có xu hướng hoạt động mạnh hơn, lại do kết hợp với hoàn lưu bão xa nên có những cấp gió khá mạnh trong chiều và đêm nay. Do đó bà con ngư dân đi biển cần lưu ý. Về điều kiện thời tiết, trên biển và trên đất liền thì nhìn chung không mưa, nắng ráo, nhiệt độ ngày đêm ở tại thành phố dao động từ 18 đến 28 độ. Hôm nay, thời tiết Đà Nẵng nhiều mây, sáng sớm trời hầu như không mưa nên vẫn thuận lợi với các hoạt động lưu thông. Tuy nhiên, từ chiều về đêm thì khả năng gió mạnh và mưa sẽ xuất hiện tại Đà Nẵng. Bà con chú ý cảnh giác neo đậu tàu thuyền và tuyệt đối không ra khơi với những tàu có trọng tải yếu. Nhiệt độ Đà Nẵng hôm nay ở mức thấp, chỉ dao động xung quanh ngưỡng là 23 đến 27 độ. Thuộc khu vực Nam Trung Bộ, thành phố biển Nha Trang trong ngày hôm nay vẫn duy trì thời tiết khá thuận lợi cho mọi hoạt động lưu thông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 31 đến 32 độ. Sau đó đến chiều tối thì mưa rào có khả năng xuất hiện và theo nhận định sắp tới thời tiết có khả năng chuyển mưa nhiều trên khu vực này. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay thời tiết cũng thuận lợi cho lưu thông bởi ngày trời nắng ráo với nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên xung quanh ngưỡng 32 độ. Đến khoảng chiều muộn, những đám mây đối lưu có khả năng phát triển và gây mưa trên khu vực. Thời gian mưa không kéo dài nên vào tối và đêm thì trời tạnh ráo trở lại. Các hoạt động ngoài trời của người dân có thể diễn ra bình thường.